chào anh em, xin chào quý vị và các bạn. Anh em đang được theo dõi cửa hàng giới thiệu là một đôi loa VIP của dòng Onkyo. Đôi loa này lần đầu tiên cửa hàng được bán và tiếp xúc anh em nhé. Nó khác với những đôi loa Onkyo mà cửa hàng đã từng đăng trong thời gian vừa qua. Đó là thùng loa nó nằm lặng hơn rất nhiều. Chiều sâu của nó sâu hơn khoảng 5cm so với những đôi loa mini phân khúc VIP của Onkyo từng bán. Những cái đôi mà cửa hàng đã bán thời gian trước gân cao su nó cũng thuộc loại VIP rồi, nhưng đôi này còn VIP hơn. Nó thể hiện ở chỗ anh em có thể nhìn thấy đây, gân là gân vải, chưa bao giờ thấy, có nghĩa là xác suất những cái đôi loa nhỏ mà có gân vải thì cực kỳ hiếm luôn anh em ạ, cực kỳ hiếm. Và loa chép dom lỗ thông hơi mặt trước, mã là Onkyo 102 CX, màu nâu gỗ, thùng vách đẹp khỏi nghĩ luôn, zin tuyệt đối cho các bác. Loa trùng đôi trùng series 70W 6 ohm 3291, lỗ thông hơi cả mặt trước mặt sau. Con này cả mặt trước cả mặt sau anh em ạ. Thường thì nó chỉ là một phía thôi. Còn ấy đây, rách bắp chuối. Rách bắp chuối rất xịn sò. Anh em thấy rách bắp chuối là nó thường xuất hiện ở những cái loại hàng VIP, thì đôi loa này nó cũng là VIP rồi nên là nó có cái điều đó. Giá thì cửa hàng chỉ báo giá cho anh em là cao hơn so với những cái đôi Onkyo bình thường gân cao su kia là 300 thôi. Mặc dù nó làm nhiều thứ nó xuất sắc hơn nhiều. Giá tại cửa hàng 1.500.000 đồng anh em nhé. Về trái có bát chép này. Bên phải có bát xin thép đầy đủ luôn. Suốt đêm không ngủ bên tay cà phê đen. Loa bát 12 cho chép dom. Tiếng khỏi bàn luôn anh em ạ, chất âm hay mà. Dòng này nó là phân khúc VIP rồi. Nó hay ở cái phân khúc loa mini anh em nhá. Nghe rất tí tách. Xuân qua mấy lần chốn kín chuyện xa xưa, tình cờ gặp nhau hai đứa cùng đơn vị, không ngăn được nỗi mừng. Anh kể tôi nghe ngày anh mới xa trường, xa cách mấy năm rồi, nhắc chuyện xưa thấy buồn.